đâu, cực kỳ đẹp luôn. Con này tí mình sẽ quay gọi là đi test bay xem là nó bay như thế nào, chắc chắn là bay các bạn. Riêng cái con này, hello xin chào các bạn nhé, chào bạn đến với video tiếp theo của mình, chúc bạn ngày mới thật nhiều vẻ nhé. Hôm nay thì mình sẽ thả con diều này. Nhưng các bạn ơi, thì sau cái đuôi hôm qua ấy mình có bọc, thế là cái đuôi vừa với lúc chiều chiều hôm nãy mình bọc thôi, nhưng mà thật sự nói là các bạn, mình cắt ra rồi các bạn, thì cảm giác như là nó kiểu như cánh này nó hơi bé, thế là cái đuôi nó lại hơi to, thế là không nên được các bạn ăn, mình cắt ra rồi. Giờ mình sẽ để cái dáng này và bây giờ mình sẽ thử bay cho các bạn xem cái dáng điều này nó bay như thế nào nhá. Này cho các bạn xem, cái này gần như là không đuôi rồi, có được một cái phần bẹn bẹn bên dưới này thôi. Đấy, mỗi vầy các bạn nhé, để mỗi vầy bay thôi. Đấy, các bạn thấy không? Bây giờ thì mình sẽ mang ra đây, mình sẽ cùng với thằng cháu ra đây bay lại con diều này cho các bạn xem nhé. Đây đến rồi. Thì hiện tại là mình đang cọc con diều sáo của mình nhỉ, con diều tranh đồng quê với bộ còi vắt D35. Để hôm nào mình thả con đấy gió to tí, hôm nay là gió hơi bé. Mang đây. Tiến vừa cầm vừa đâm vừa ấy nhá. Nỗi rồi. Được. Hảo án. Nỗi nhưng mà vẫn lên được các bạn nha. Con này là vừa xong là đâm chưa hẳn hoi, thế là đâm từ xa thì cơ tập mày ngắn quá các bạn, đâm ngắn quá thế là nó không lên được. Rồi đâm lại phát ơi nha. À nó vừa rồi đây, con này vừa xong lên được cái gì, đâm lại cho này, đâm lại đâm đi. Thấy gì chưa? Cuối cùng đã ăn đi thì các bạn nhá, thành quả của mình đã ăn đi rồi. Đấy các bạn thấy không? Lên lên thẳng tắp luôn nhá. Kiểu như ở bên dưới gió nó bé thôi. Mang lên tầng cao thì nó mới đón gió, nó mới lên cao được. Đấy, kiểu như xuống dưới. Gió bé quá. Mày có được cái gì để mình đỡ đi. Giật giật cực kỳ thích luôn nhá. Con này nó kiểu như là dáng không có đuôi rồi, truyền thống mất rồi. Từ truyền thống này loại không đuôi rồi. Đấy, mình sẽ thả dây các bạn này. Các bạn nhìn mình thả dây nhá. Mình thả dây này. Cứ cần thả một tí nữa đấy. Thả xong nó con này à, từ. Vướng dây. Nó vướng cái gì sao ấy. Chú kêu anh ấy.
đâu rồi? 4 giây rồi. Rồi các bạn ạ. À rồi. Vướng rồi. Chú đi tìm đi, cháu giữ cho. Không không. Các bạn ơi, giờ mình sẽ ra đây mình đẩy nhá. Rồi mất rồi. Tai nạn ở dưới không có gió cơ. Rơi lên trần các bạn ạ. Khi mà thả thì nên thì vẫn nên được, mỗi tội là bên dưới giò bé quá, không thể nào mà chơi được. Thôi giờ có nên là mình sẽ xuống các bạn nha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like cũng như muốn đăng ký kênh để video của mình nhé. Con này mà có một cái đuôi đẹp nhất thì lại cắt đi mất các bạn ạ, cắt mất cái phần đuôi bẹn này, à đuôi dài, cắt mất cái phần đuôi đấy đi. Ok, không sao. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Bye bye.